Với phương châm hạn chế đến mức thấp nhất độ trễ của chính sách đến với người dân, trong tuần qua, các quận huyện trên địa bàn thành phố đã đồng loạt tiến hành chi hỗ trợ cho các trường hợp bị ảnh hưởng bởi COVID-19, gồm người có công với cách mạng thường xuyên ốm đau, bệnh tật, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đây là nhóm đối tượng đặc thù được thành phố Đà Nẵng bổ sung nằm ngoài Nghị quyết 68 của Chính phủ. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đến nay, đa số các địa phương đã hoàn tất chi trả cho các trường hợp này. Là đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội, với chị Thái Thị Phương Thảo, phường Nam Dương, quận Hải Châu, số tiền hỗ trợ đến với gia đình chị rất kịp thời và thiết thực ở thời điểm này. Bởi tình hình dịch bệnh kéo dài, nỗi lo cơm áo với một người mẹ khiếm thị như chị Thảo chẳng mấy dễ dàng. Khi được nhận số tiền này thì tôi rất là vui mừng. Bởi vì trong thời gian qua là 3 tháng vì là không có làm ăn kinh doanh gì được hết. Cho nên là cuộc sống nó cũng gặp khó khăn, cũng chật vật. Nhưng mà số tiền này thì cũng một phần nào như là giải quyết được cái cuộc sống của ba mẹ con tôi. Đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, khi các thành viên trong gia đình phần lớn là lao động phổ thông, thì COVID-19 khiến cho mọi công việc mưu sinh hàng ngày của họ đều phải tạm dừng. Cuộc sống khó khăn càng thêm bấp bênh. Khi nằm trong nhóm đối tượng đặc thù được thành phố hỗ trợ, các hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm nguồn lực để chống chọi với dịch bệnh. Bà Trần Thị Mai, một hộ nghèo tại phường Nại Hiên Đông, bày tỏ vui mừng khi được nhận hỗ trợ. Thiệt đã nghèo đã không có thì nhận được cái này cũng mừng thiệt tình luôn. Không biết là ngay hạnh lúa mỗi người 500, mỗi hộ 500 cũng mừng tương rục, cũng kèm kiếm được ít bộ gạo. Cảm ơn. Theo thống kê, toàn thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 56.000 người có công, người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và nhóm bảo trợ xã hội ở cộng đồng chịu tác động nặng nề của dịch bệnh COVID-19. Sự hỗ trợ kịp thời của thành phố đã góp phần giúp họ vượt qua tình cảnh khó khăn. Nhà cũng làm gì đó tiền hết trơn, chồng đi đi chiếc lô mà chưa dịch tính làm cho tiền ở nhà hết trơn. Hai vợ chồng không làm gì được bây giờ. Có được cái hỗ trợ này tôi cũng rất xúc động và cảm ơn. Rút kinh nghiệm từ gói hỗ trợ trước, với Nghị quyết 68, các địa phương bám sát tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, tối giản hóa các thủ tục để người dân không phải chờ đợi lâu. Vì mình đã thẩm định các giai đoạn trước rồi, chị mình chỉ thẩm định những cái hồ sơ mới của các đối tượng mới thôi. Nên là nó sẽ rút ngắn được cái khâu mà từ khi mà làm hồ sơ cho đến khi thẩm định và khi nhận tiền, nó rút ngắn rất là nhiều. Làm thứ bảy nhật, cả ngày thứ bảy nhật, miễn sao là đảm bảo cái tiến độ chi cho bà con nhân dân. Và cũng khi mà có cái nguồn lực ở trên thì chúng tôi phải chi ngay. Sau các nhóm đối tượng đặc thù, các quận huyện trên địa bàn thành phố cũng đang khẩn trương rà soát, lập danh sách các trường hợp lao động tự do để tiến hành chi trả trong thời gian sớm nhất có thể. Nghị quyết của Chính phủ đưa ra là 1,5 triệu trên lần. Cho nên là chúng tôi trước mắt thực hiện cái tối thiểu theo cái Chính phủ. Còn lại tiếp tục, đây gọi là lần, thì sẽ có lần 1, lần 2. Thì cái này tùy theo tình hình ngân sách của địa phương. Để khi mà nếu từ nay đến cuối năm tình hình nó phức tạp thế nào hoặc là thuận lợi thế nào thì chúng tôi sẽ có cái hướng trình sau. Với các đối tượng đặc thù được hỗ trợ trước trong đợt này, thành phố Đà Nẵng đã bám sát chủ trương của Chính phủ, mở rộng độ bao phủ đến nhiều đối tượng gặp khó khăn do COVID-19, không để ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến với đại dịch.